Xin chào quý bậc phụ huynh cùng các em học sinh và sinh viên thân mến. Chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp của trường Đại học Văn Lang ngày hôm nay trân trọng chào đón sự hiện diện của chị Nguyễn Lam Giang, là giám đốc khu vực Đông Nam Á của trường Đại học Waikato, New Zealand, cùng đến đây để chia sẻ những thông tin về chương trình quốc tế theo mô hình chuyển tiếp đến trường Đại học Waikato, ngành truyền thông, chuyên ngành là quan hệ công chúng do trường Đại học Waikato cấp bằng. Xin chào chị Lam Giang. Chân thành cảm ơn chị đã đến với buổi ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui bởi vì cái bảng xếp hạng mới đã đưa chúng tôi tăng 41 bậc so với QS World Ranking năm 2023. Và hiện nay thì chúng tôi đang đứng thứ 331 trên thế giới, như tôi đã nói, trong 1.300 trường tốt nhất trên thế giới. Và nói riêng về cái ngành truyền thông ấy, thì trường Đại học Waikato của chúng tôi xếp hạng nằm trong top 200 trên thế giới và là cái chương trình truyền thông duy nhất ở New Zealand và là một trong bốn chương trình truyền thông ngoài Mỹ được cái hiệp hội PR của Mỹ công nhận. Ngoài ra, chương trình cử nhân truyền thông thì được giảng dạy bởi ngôi trường rất là nổi tiếng nằm trong top 1% trên thế giới, đó chính là trường quản lý Waikato. Và cái đối tượng giảng dạy và đội ngũ giảng viên của chúng tôi thì như các bạn cũng đã biết thì đều là những các cái giáo sư giỏi, và chúng tôi cũng mời rất là nhiều những cái gương mặt nổi tiếng để tham gia giảng dạy cũng như là trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên trong quá trình dạy học. Và một điểm đặc biệt nữa đó là chương trình của chúng tôi thì được thiết kế rất là linh hoạt, và cái phần này thì chắc là tôi sẽ chia sẻ với Tân sau. Còn ngôi trường Waikato, thì nói đến trường Waikato thì tất cả các bạn chắc cũng không biết rằng ngôi trường này mang tên một dòng sông, đó chính là con sông Waikato dài nhất New Zealand. Rất nhiều người thì lầm tưởng là trường Đại học Waikato nằm ở Nhật, nhưng mà không phải đấy đâu các bạn ạ. Đây là ngôi trường nằm ở vùng Waikato của New Zealand và mang tên một dòng sông dài nhất New Zealand, một dòng sông vô cùng đẹp. Ngành truyền thông chuyên ngành quan hệ công chúng của trường Đại học Waikato được công nhận bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực. Vì điều gì tạo nên sự đặc biệt của cái ngành truyền thông do Đại học Waikato cấp bằng ạ? Phải nói rằng là khi nói đến truyền thông thì mọi người không thể không nhắc đến một nhân vật hiện đang rất là nổi tiếng và chiến sóng rất là nhiều trên đất nước New Zealand, đó chính là đương kim thủ tướng Jacinda Ardern. Thì Jacinda Ardern đã học ngành cử nhân truyền thông tại trường Đại học Waikato và tốt nghiệp cách đây cũng một thời gian khá là dài, và chuyên ngành cũng chính là chuyên ngành quan hệ công chúng mà chúng ta đang kết hợp để triển khai trong thời gian tới. Và cái chương trình của chúng tôi thì được thiết kế rất là linh hoạt và mang tính thực tiễn cao. Trong cái thời gian học 3 năm thì các em sinh viên sẽ có rất là nhiều cơ hội được làm trong các cái dự án của các cái khách hàng, mà khách hàng thực tế chứ không phải là khách hàng ảo nhé, khách hàng thực tế, và các bạn sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân, ví dụ như là viết thông cáo báo chí, ví dụ như là tham gia các cái cuộc họp báo giả định, rồi là xây dựng trang web, rồi tập nói trước công chúng, rồi tập phát biểu. Nói chung là tất cả những cái kỹ năng cần thiết cho cái ngành nghề này thì các bạn sẽ được cọ sát rất là nhiều và sẽ được trải nghiệm rất là nhiều trong cái thời gian học. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mời rất là nhiều các cái diễn giả có uy tín ở New Zealand cũng như là trên thế giới tham gia để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên của ngành này. Thường thường vào năm thứ ba thì các em sinh viên sẽ có cơ hội là được đi thực tập, và đây là một phần thực tập bắt buộc, và các em không phải tự tìm đâu mà là trường sẽ thu xếp cho các em. Thế là chúng tôi có một mạng lưới rất là rộng lớn, các cái tổ chức cũng như là các cơ quan mà có cái mối quan hệ lâu dài với trường Đại học Waikato, và khi đến cái thời điểm các em cần phải đi thực tập thì chúng tôi sẽ kết nối để cho các em có thể chọn lựa hoặc là đi thực tập, hoặc là em có thể tham gia viết những cái dự án nghiên cứu phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình. Thì cái việc mà đẩy mạnh những cái cọ sát về thực tiễn cũng như là có cơ hội để thể hiện bản thân thông qua những cái dự án về nghiên cứu như vậy thì là một nét rất là đặc trưng của trường, bởi vì tôi không nghĩ rằng là trường đại học nào cũng có cái phần đi thực tập bắt buộc đâu. Thường thường là cái phần thực tập ấy là cái phần lựa chọn, tự lựa chọn, tức là sinh viên có thể chọn là thực tập hay không thực tập. Nhưng mà đối với trường Waikato thì cái phần thực tiễn chúng tôi đánh giá rất là cao, đặc biệt là đối với cử nhân truyền thông. Vì vậy là chúng tôi yêu cầu bắt buộc là các em phải đi thực tập. Yeah.
Cảm ơn chị. Nghe đến ngành truyền thông là chúng ta phải biết là các bạn phải dành nhiều thời gian để cọ sát bên ngoài. Và cũng nghe nhiều cái thông tin rất là thú vị là trường đại học Waikato luôn luôn mở các cơ hội thực tập cũng như là cho các bạn trải nghiệm thực tế on the field để cho các bạn có thể có nhiều cơ hội hơn. Để khi mà chúng ta bước ra làm những cái công việc thực tế liên quan tới truyền thông thì các bạn sẽ có thể tăng cường những cái kỹ năng, và đặc biệt hơn ngoài cái việc mà học thuật ở trên trường, các kỹ năng mềm của các bạn truyền thông cũng rất là quan trọng. Dạ, cảm ơn chị. Với câu hỏi thứ ba thì em xin phép chia sẻ như sau. Đối với các bạn thí sinh quan tâm đến chương trình cử nhân quốc tế lấy bằng do Đại học Waikato cấp bằng, thì môi trường học tập và sinh hoạt tại đất nước New Zealand là một môi trường nói chung cũng như là Đại học Waikato nói riêng thì được rất là nhiều bạn quan tâm. Như vậy thì theo chị thì khi sinh viên quốc tế khi học tại Đại học Waikato New Zealand thì có những trải nghiệm thú vị nào? Người ta vẫn nói là New Zealand là open space, open mind, open heart, có nghĩa là một đất nước rộng mở, một tấm lòng rộng mở bao la. Và con người thì luôn luôn thân thiện và luôn luôn chào đón sinh viên quốc tế và không có sự phân biệt đối xử bao giờ hết. Không quan trọng là bạn là người ở nước nào, bạn màu da gì, tóc gì, miễn là bạn đến với chúng tôi và bạn đến học tập tại đây thì bạn luôn luôn được người dân New Zealand chào đón. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là New Zealand là một nước rất là an toàn. Phải nói là có thể là một trong những đất nước an toàn nhất trên thế giới, bởi vì chúng tôi đã đưa cái luật bảo vệ, bảo trợ sinh viên và học sinh quốc tế vào thành luật. Đấy, và nên là các bạn khi sang đây thì không bao giờ phải lo. Nếu mà các bạn ở homestay á, thì các bạn không phải lo, bởi vì để được ở một nhà homestay và nhà homestay được tham gia vào đón sinh viên quốc tế là đã phải trải qua một cái sự chọn lựa rất là kỹ. Đấy, nên là cái này là hoàn toàn là an toàn. Và đối với những bạn nào mà thích trải nghiệm, tức là thích phiêu lưu mạo hiểm, thích du lịch mạo hiểm, thì thật sự New Zealand là một đất nước lý tưởng, bởi vì có rất nhiều các cái trò chơi mạo hiểm ở đây, cảnh sắc thiên nhiên thì đẹp tuyệt vời, đặc biệt là những cái vùng như đảo Nam chẳng hạn, thì có rất là nhiều nơi để các bạn có thể khám phá, trải nghiệm và đi du lịch trong cái thời gian học ở đây. Một điểm nữa đó là nói về trường đại học Waikato thì như lúc nãy tôi đã chia sẻ thì chúng tôi rất là tự hào về cái chất lượng đào tạo cũng như đội ngũ giảng viên của chúng tôi. Ngoài ra thì khi học tập ở đây, bởi vì trường chúng tôi nếu mà so với một số các trường khác ở New Zealand thì trường chúng tôi là một trường quy mô nhỏ. Chúng tôi chỉ có khoảng 13.000 sinh viên, thì trong đó có khoảng 2.000 sinh viên, tức là sinh viên quốc tế, tức là khoảng 25% sinh viên quốc tế. Nhưng vì cái số lượng sinh viên nhỏ như vậy nên các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận dễ dàng hơn và được chăm sóc tốt hơn so với những cái trường mà có 45.000 hay 50.000 sinh viên. Đến với trường đại học Waikato chẳng hạn, như khi bạn cần có bất kỳ sự hỗ trợ nào về mặt học thuật, các bạn có thể bốc điện thoại hoặc là viết email xin gặp các thầy cô, là các thầy cô luôn luôn mở cửa để chào đón các bạn và hỗ trợ các bạn giải đáp những cái câu hỏi. Ngoài ra khi bạn cần hỗ trợ chẳng hạn như liên quan đến việc học tập thì chúng tôi cũng có study advisor, tức là những cái người hỗ trợ cho các bạn sửa các cái bài luận này, rồi là hỗ trợ cho các bạn tất cả các kỹ năng viết một bài truyền thông vân vân. Đấy thì không phải là bạn nào cũng viết tốt đúng không? Đấy thì có cái sự hỗ trợ như vậy thì sẽ tốt hơn. Thì đấy là một điểm tôi nghĩ là khác biệt đối với các trường đại học khác. Ngoài ra thì chúng tôi có khoảng hơn 100 các câu lạc bộ. Đấy, hơn 100 các câu lạc bộ này thì sẽ là một cơ hội để cho các bạn trải nghiệm và kết nối tốt hơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội nghề nghiệp ở trong tương lai phụ thuộc rất nhiều việc là bạn, cái network của bạn, bạn xây dựng như thế nào trong thời gian học và cái trải nghiệm của bạn như thế nào đối với môi trường quốc tế và làm mới mình cũng như là học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng ở bên ngoài lớp học. Thì cái việc tham gia các cái câu lạc bộ này cũng là một điểm cộng và giúp cho các bạn có thể có những cái cơ hội mà nhiều khi các bạn cũng không thể nghĩ tới. Đấy thì đấy là một số những cái điểm đặc biệt mà tôi nghĩ là các bạn là sinh viên New Zealand, học ở New Zealand hoặc là học ở Đại học Waikato được hưởng lợi. Và một điều nữa thì tôi muốn nhắc đến đó là học ngành truyền thông của chúng tôi thì các bạn có thể đăng ký là thành viên của Hiệp hội PR New Zealand. Không phải ai cũng được đăng ký. Thế nhưng mà nếu mà học ngành truyền thông của chúng tôi thì các bạn sẽ được đăng ký, các bạn sinh viên sẽ được đăng ký và sẽ được giảm cái phí phí thành viên đó. Đấy. Ngoài ra thì cũng sẽ được tham gia một số các cái hiệp hội của sinh viên học trong cái ngành PR này trên toàn đất nước New Zealand cũng như là trên các hiệp hội khác trên thế giới. Dạ đúng rồi. Thì không chỉ là sinh viên của từ trường Đại học Văn Lang mà cả các bạn sinh viên cũng như các bạn học sinh ở các trường
trung học phổ thông tại Việt Nam thật sự cũng rất là quan tâm tới cái việc đó là khi đi đến nước ngoài thì cái nơi nào thật sự an toàn, hoặc là sẽ có những người đi trước dẫn dắt, hỗ trợ để các bạn ấy không có bị, người ta gọi đó là culture shock, tức nghĩa là bị sốc văn hóa. Thì như chị đã nói thì New Zealand là một nơi gọi là open space, open mind hoặc open heart. Ngoài ra thì các bạn liên quan tới học thuật thì còn có study advisor, là những người có thể hỗ trợ dẫn dắt các bạn, đặc biệt là trong những cái bài luận tại trường, và những cái hơn 100 các hoạt động sinh viên giúp cho các bạn có thêm những cái cơ hội để trải nghiệm. Và đặc biệt như chị Giang cho chia sẻ đó là open the networking, tức nghĩa là mở rộng cái mối quan hệ. Và như các bạn cũng biết là trong cái ngành truyền thông, cái việc mà mở rộng mối quan hệ là cực kỳ quan trọng để cho chúng ta có thể hòa mình vào thế giới. Và một cái thông tin liên quan tới cái hiệp hội PR mà chị cũng chia sẻ cũng là một cái nền tảng, một cái bước đệm để cho các bạn có thể vươn mình lên để trở thành những global citizen trong tương lai. Đa số các bạn thí sinh rất quan tâm về điều kiện chuyển tiếp đến trường đại học Waikato, đặc biệt là yêu cầu về IELTS. Như vậy thì thí sinh cần chuẩn bị những gì hả chị? Đối với sinh viên của Văn Lang thì như các bạn cũng biết, thì các bạn khi các bạn vào trường Văn Lang thì nếu mà để tham gia cái chương trình này thì chúng tôi cũng có những cái yêu cầu tối thiểu về mặt tiếng Anh, tối thiểu là 5.5 cho những bạn nào mà muốn học cái chương trình này tại Đại học Văn Lang. Thì như cái thỏa thuận thì các bạn sẽ học ở đây 2 năm. Thì khi đầu vào các bạn đạt IELTS là 5.5, thì sau 2 năm khi các bạn chuyển tiếp sang trường Đại học Waikato New Zealand thì bắt buộc cái điểm IELTS tối thiểu phải là 6.0, và không có kỹ năng nào dưới 5.5. Thì thực ra đối với sinh viên Việt Nam hiện nay 6.0 tôi nghĩ là không phải là quá khó. Chỉ có điều là học cái ngành PR, học ngành truyền thông mà các bạn muốn viết tốt, muốn tìm được việc làm tốt trong tương lai thì cái điều kiện về ngôn ngữ cực kỳ quan trọng. Nên tôi nghĩ 6.0 thì đương nhiên là sẽ được đủ điểm để chuyển tiếp. Nhưng mà thực ra là mình cần phải trau dồi thêm nếu mình muốn trở thành một người giỏi. Đấy, thì đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là liên quan đến học thuật thì chúng tôi cũng yêu cầu là cái giai đoạn 1 các bạn học 2 năm ở Đại học Văn Lang thì khi chuyển tiếp sang tất cả các môn của các bạn phải đạt trung bình là 6.5 trở lên. Đấy, tối thiểu là 6.5 trở lên thì mới đủ điều kiện. Bình thường ấy, thì là chúng tôi đòi hỏi là 7.0. Thế nhưng mà đối với Văn Lang thì chúng tôi cho phép là xê dịch một chút, tức là các em có thể đạt giai đoạn 1 trung bình tất cả các môn 6.5, IELTS 6.0, không có kỹ năng nào dưới 5.5, thế là đủ điều kiện để chuyển tiếp rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải nhấn mạnh lại thêm là 6.0 đủ điều kiện nhưng chưa phải là đủ để cho các bạn nắm vững được kiến thức và trở thành một cái người PR tốt trong tương lai đâu. Cái kỹ năng về tiếng Anh, đặc biệt là đối với các bạn học ngành PR thì kỹ năng nói và kỹ năng viết cực kỳ quan trọng. Đấy, thì hãy cố gắng dành thời gian để trau dồi hai cái kỹ năng này trong cái quãng thời gian 2 năm mình học tập tại đây. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Như chị chia sẻ thì kỹ năng nói và kỹ năng viết, đặc biệt là trong tiếng Anh, là một trong những gọi là vũ khí rất là lợi hại của các bạn đi theo ngành truyền thông. Và IELTS 5.5 đó là điều kiện đầu vào của sinh viên, dành cho sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Và 6.0 đó là điều kiện để chuyển tiếp sang trường Đại học Waikato. Kèm với việc đó là trong 2 năm học tại Văn Lang thì các bạn các môn phải đạt được tối thiểu từ 6.5 trở lên. Dạ vâng ạ. Và các bạn cũng tức là trung bình, dạ, trung bình của tất cả các môn 6.5. Dạ, là GPA, tức là từ 6.5 trở lên. Dạ vâng ạ. Cũng có một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh và sinh viên quan tâm, đó là cơ hội nghề nghiệp của ngành truyền thông chuyên ngành quan hệ công chúng. Sau tốt nghiệp thì sinh viên thực tập tại các công ty ở New Zealand hay không? Và về Việt Nam thì sinh viên sẽ làm việc trong cái lĩnh vực nào? Đối với cả ngành quan hệ công chúng ý, thì thực ra các bạn có thể có rất là nhiều cơ hội trong tương lai, kể cả New Zealand và kể cả ở Việt Nam. Thì những bạn nào mà có nhu cầu muốn ở lại New Zealand để trải nghiệm và tìm việc thì hoàn toàn có thể được. Bởi vì theo quy định của chính phủ New Zealand, sau khi bạn tốt nghiệp ở trường Đại học Waikato xong, nếu bạn học 2 năm ở trường chúng tôi thì các bạn sẽ được ở lại 2 năm để tìm việc làm. Đấy, học 2 năm thì được ở lại 2 năm, học 1 năm thì được ở lại 1 năm để tìm việc làm. Và đấy là một cái cơ hội để các bạn có thể trải nghiệm và thu lượm những cái kinh nghiệm quốc tế. Cơ hội nghề nghiệp thì rất là nhiều, đặc biệt trong cái ngành truyền thông và trong quan hệ công chúng. Bởi vì theo cái dự báo thì đến khoảng 10 năm đến 20 năm nữa thì cái nhu cầu
việc làm trong cái lĩnh vực này nó vẫn còn cần, nó vẫn còn thiếu, không phải thiếu nhân lực nhưng vẫn còn cần nhân lực trong cái ngành này. Thế nên là cơ hội vẫn có. Tuy nhiên, để tìm được việc làm hay không và có một cái vị trí lâu dài hay không hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân của mỗi cá nhân. Chính vì vậy nên tôi mới nói là cái việc mà xây dựng cái network trong cái thời gian học và trau dồi kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng về tiếng, ngôn ngữ, tiếng Anh là rất quan trọng đối với các bạn. Thế còn quay trở lại câu chuyện là những bạn nào thích về Việt Nam có tìm được việc hay không? Tôi nghĩ là đương nhiên là có. Bởi vì là ở đây thì cơ hội rất nhiều. Đấy, các bạn có thể làm trong bất kỳ môi trường nào, các bạn có thể làm trong các đài truyền hình, có thể làm trong các cái công ty về truyền thông, các bạn, các tập đoàn, công ty nào hay là tập đoàn nào họ cũng cần có những người làm trong lĩnh vực PR. Đấy, thì tôi nghĩ là ngay cả bản thân trường đại học của chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng có cần rất là nhiều những cái người có cái kỹ năng và cũng có những cái chuyên môn PR giỏi. Yeah. Nhưng cơ hội rất là nhiều cho các bạn. Dạ, vâng ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ có hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất đó là các bạn sinh viên hay là các em học sinh thì sẽ không bao giờ lựa chọn nhầm nếu mà tham gia chương trình của chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì là trường đại học Waikato đã luôn là điểm đến mơ ước của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành truyền thông. Và chúng tôi có những cái minh chứng, bằng chứng sống, đó chính là đương kim thủ tướng Jacinda Ardern, người đã từng học ở đây và đã tốt nghiệp ngành truyền thông và chuyên ngành về công chúng. Và đấy là một minh chứng rất là rõ ràng về cái chất lượng đào tạo của trường đại học Waikato. Điểm thứ hai nữa là đến với trường đại học Văn Lang thì các bạn cũng đã biết rồi, trường đại học Văn Lang cũng rất là có tiếng và ngành truyền thông ở đây thì rất là mạnh. Đấy, thế nên là để có thể khi mà các bạn đưa ra những quyết định để và tham gia chương trình này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ luyến tiếc. Vậy thì hãy dành thời gian để trau dồi tiếng Anh, dành thời gian để xem mình mạnh ở đâu, mình yếu ở đâu, để có thể hoàn thiện bản thân hơn và trở thành một người thành công trong lĩnh vực PR trong thời gian tới.